Người Thái phàn nàn, Việt Nam sử dụng ngân sách hàng năm ít hơn Thái, nhưng vũ khí lại hiện đại, tàn bạo hơn nhiều chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, trang quân sự Thái Lan có đưa tin, thật sự hệ thống tên lửa của Việt Nam là mạnh nhất Đông Nam Á. Cái nhìn sâu sắc về phòng không Việt Nam. Theo đó, tác giả của video này đã điểm danh 4 cái tên trong danh sách các loại tên lửa phòng không mà Việt Nam công bố. Đầu tiên là S-300, là hệ thống tên lửa phòng không tầm cao, cự ly phát hiện là 300 km. Diệt mục tiêu cự ly gần là 5 km, cự ly xa là 150 km, độ cao 27.000m và thấp nhất là 10m. Tên lửa đạt tốc độ gấp 6 lần âm thanh. Thứ hai là tên lửa AK-91 Chela, là loại tên lửa phòng không tầm thấp được trang bị trên khung gầm xe chiến đấu bộ binh, tầm bắn hiệu quả 5 km, tầm cao 3,5 km, tốc độ gấp 1,8 lần tốc độ âm thanh. Thứ ba là tên lửa S-125, đây là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung, tên lửa có tầm bắn từ 3,5 đến 3,5 km ở độ cao từ 100m đến 18km và có thể chống lại các mối đe dọa trên không, bay ở tốc độ 700m trên giây. Thứ tư là hệ thống tên lửa phòng không cơ động tầm trung SA-6. Thứ vũ khí được mệnh danh là ba ngón tay của thần chết dành cho bất kỳ loại máy bay nào. Mỗi xe phóng mang 3 tên lửa 3M9, tầm bắn hiệu quả 35 km, tầm cao 20 km. Trên đây là một số thông tin sơ lược mà trang quân sự Thái Lan giới thiệu cho các khán giả nước họ sau khi chứng kiến những video về sức chiến đấu thực tế của nó, cũng như cách Việt Nam bố trí tên lửa phòng không tầng tầng lớp lớp như vậy. Cư dân mạng Thái Lan đã bày tỏ rất nhiều quan điểm của góc nhìn của họ. Mọi người cùng xem tiếp video để xem họ nói gì nhé! Hệ thống phòng không của Việt Nam là nhất ASEAN, không ai dám đụng vào. Khi quân đội Thái Lan nâng cấp vũ khí trang bị, người dân hoàn toàn phản đối. Nếu có chiến tranh thì chúng ta hãy mang theo bàn phím và súng gỗ để chiến đấu phải không? Hãy nhìn vào ngân sách của Thái Lan và Việt Nam, ngân sách của Thái Lan lớn hơn nhưng họ dùng để ăn cho đến khi chỉ có đợt xe bọc thép để bảo vệ người biểu tình. Hạ viện nói về số lượng các loại vũ khí của quân đội Thái Lan là không thể so sánh với Việt Nam dù trên bộ, trên không hay trên biển. Lính Bắc Việt còn tàn bạo hơn, chiến đấu không sợ chết. Tôi nghe nói điều này từ miệng của những cựu quân nhân từng chiến đấu ở Việt Nam. Có thời điểm, lính Thái vẫn phải bỏ chạy nếu lính Bắc Việt không thật sự giỏi. Miền Nam Việt Nam và các nước đồng minh do Mỹ dẫn đầu sẽ không rút quân cho đến khi miền Nam Việt Nam thua cuộc. Phải chấp nhận rằng, người Việt Nam thông minh và hiểu biết, họ không làm ngơ, không lơ đãng trong việc tìm hiểu và kế thừa lịch sử một cách cẩn thận. Việt Nam thật tuyệt vời, họ đã rút ra được bài học từ quá khứ, các nước láng giềng của chúng ta thật tuyệt. Ồ, họ thật sự có rất nhiều vũ khí, họ có cả hệ thống S-300 và có số lượng nhiều hơn chúng ta nhiều. Tôi muốn Thái Lan cũng được cung cấp vũ khí tốt như của Việt Nam. Nếu đúng như vậy, nó được coi là tàn bạo hơn Thái Lan. Người Thái vẫn có một thế giới rất tươi đẹp trong đầu, hệ thống phòng không như thế này có lẽ chỉ có thể là giấc mơ và còn rất lâu nữa đối với chúng ta. Đây là lý do Việt Nam không tập trung vào máy bay, vì ai dám bay vào không phận nước họ. Sau khi chạm trán hệ thống phòng không của Nguyễn, không còn chiếc F-16, J-39 nào nữa, Thái Lan nên tìm và lắp đặt ít nhất 100 hệ thống phòng không quanh biên giới và các thành phố quan trọng. Chúng ta nên học từ họ và kinh nghiệm của họ tốt hơn. Việt Nam tuyên bố sở hữu vũ khí hiện đại, liệu họ sẽ gây chiến với nước nào? Hãy cùng tấn công nhóm ASEAN. Phải thừa nhận Việt Nam là số 1 và hệ thống phòng không và có nhiều kinh nghiệm sử dụng nó hơn bất kỳ nước nào trong ASEAN. Việt Nam đã là số 1 trong lĩnh vực này và hệ thống phòng không. Trong chiến tranh ở Việt Nam, ban đầu trận không chiến với Mỹ dẫn đến thua tan nát, không thể đánh nhau trên không được. Vì vậy, ông Nguyễn đã chuyển sang sử dụng hệ thống phòng không đánh từ mặt đất. Hệ thống này rất hiệu quả. Chiếc F-4 và B-52 của Mỹ đã vỡ vụn trong chiến dịch Lightbacker vào thời điểm cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam, cho đến khi các thành viên phi hành đoàn người Mỹ nói một loạt tên lửa Sham bắn lên từ mặt đất và lao về phía họ như địa ngục, cùng với đó là rất nhiều súng phòng không bắn lên. Người Thái thích tự lái máy bay đi bắn nên cần điều chỉnh giảm ngân sách, mua các hệ thống bay và thay vào đó là máy bay không người lái, tấn công từ trên mặt đất, dưới nước, trên không và tên lửa dẫn đường. Thái Lan đừng bất cẩn, hãy cẩn thận với Việt Nam, anh ấy đã cho chúng tôi những bài học trước đây. Hệ thống phòng không VLMIKA của Thái Lan. Chúng ta có rất ít vì hệ thống phòng không này rất đắt tiền, chúng ta mới chỉ đóng tàu ngầm thôi mà vẫn bị người dân mắng.
Mỹ đầu hàng Việt Nam, một phần lý do là vì máy bay bị bắn rơi không đếm xuể, trong đó có một số lượng máy bay B-52, hàng trăm phi công bị bắt. Tiền ngân sách quốc phòng của chúng ta đi đâu rồi? Chúng ta cũng có thể mua những thứ giống như Việt Nam, tôi sợ khi nhìn thấy nó, thật sự tàn bạo. Còn ai dám bảo S-125 không tốt nữa không? Nếu là tỷ phú lên làm thủ tướng, ông sẽ quyên góp tiền để phát triển tên lửa có tầm bắn 2.000 đến 5.000 km. Để mà so sánh, chúng ta không có thứ gì lớn như thế này của họ. Tất cả đều trông đáng sợ, nhưng giống như cuộc chiến ở Armenia, tôi tìm thấy một chiếc máy bay không người lái do người Thái sản xuất và nó thả một số mìn vào kẻ thù. Liệu tương lai phòng không sẽ ra sao? Một đội quân máy bay không người lái tầm thấp và áp sát, chúng khó đánh chặn hơn máy bay rất nhiều. Thái Lan dành nhiều ngân sách để mua máy bay có lẽ không đáng giá bằng việc mua một hệ thống phòng không, bởi vì nước ta không đi chiến đấu với ai đó ở nước ngoài. Có rất nhiều căn cứ để bảo vệ ngôi nhà của chính bạn, nó sẽ tốt hơn. Tôi không nghĩ rằng Việt Nam họ sẽ có nhiều tên lửa như vậy. Khi xem xét mức độ đáng sợ của họ, đất nước Thái Lan của chúng ta sẽ mua cái gì? Các thành viên đảng đối lập phản đối kịch liệt mỗi khi mua vũ khí. Chỉ đến khi xảy ra vấn đề mọi thứ mới trở nên im lặng như thể bị mã hóa. Hệ thống phòng không Thái Lan chúng ta không thể so sánh với họ. Điều quan trọng là người dân sẵn sàng chết đói để mua vũ khí. Chúng ta sẽ đi con đường nào trước, nhất là những người lãnh đạo không giỏi về quân sự và chúng ta vẫn có vấn đề với việc kiếm tiền. S-75 lỗi thời đến mức nào, tôi vẫn nghe thấy nó bắn rơi máy bay trong các cuộc chiến gần đây. Hệ thống phòng thủ nhà của chúng tôi rất tệ, không thể so sánh với Việt Nam. Ở thời đại này, loại vũ khí này đã lỗi thời. Tôi muốn xem vũ khí mà Việt Nam tự nghiên cứu và phát triển, họ có vũ khí gì không? Có nhiều nguồn dự trữ chiến tranh thì sẽ luôn chiến thắng, nhưng cũng phải xem xét đến loại hình chiến đấu nào. Thái Lan có dự trữ dự chiến tranh trong top 10 thế giới, trong khi Việt Nam nếu không nhầm thì có dự trữ trong khoảng 70 hoặc 80 trên thế giới. Làm sao mọi người biết nó vượt trội so với vũ khí Thái Lan, Việt Nam có vệ tinh riêng không? Vũ khí từ thời vua Hảo, Đại Bàng Đỏ Liên Xô vẫn dám khoe. Nhưng vũ khí này không khác gì người mù Khmer tên lửa nhiều nòng, đó là xác rưởi, không phải là xúc phạm. Thực tế xem clip sẽ biết Việt Nam vượt trội, tôi không tâng bốc, sản phẩm hiện đại nhất của Thái Lan, VL Mika tầm bắn chỉ 20 km, S-300 của họ có tầm bắn 150 km, phạm vi phát hiện là 300 km và được dẫn đường bằng radar. Và Việt Nam có rất nhiều vũ khí cũ của Liên Xô, nhưng đừng coi thường nó có đủ khả năng để đối đầu với các máy bay chiến đấu hiện đại. Theo những gì tôi thấy thì người Thái không thích thể hiện theo kiểu hổ giấu móng. Họ ít nói, khi có chiến tranh thực sự sẽ ra tay ngay lập tức. Lực lượng không quân của chúng ta vượt trội hơn so với Thái Lan. Chú Tư Prayut Chan-o-cha, hãy lấy Việt Nam làm ví dụ và nhanh chóng mua sắm hệ thống phòng không, đóng quân trong lực lượng vũ trang Thái Lan nhiều hơn hoặc gấp rút phát triển nhanh hơn và đầu tư nhiều hơn cho nghiên cứu. Nhưng nếu có thể, hãy mua 10 hệ thống S-400. Người anh em họ là Nga, họ rõ ràng là chọn phe. Về phía Thái Lan, trước đây họ nói Mỹ là người da đen của Thái Lan vì Mỹ luôn giúp đỡ quân đội Thái Lan mua máy bay Mỹ. Nhưng bây giờ Thái Lan có một chính phủ quân sự, rõ ràng nghiêng về phía Trung Quốc, bao gồm cả vũ khí và tàu ngầm mua từ Trung Quốc. Ở Thái Lan chúng tôi rõ ràng không chọn phe, vì vậy Mỹ không giúp đỡ một cách trọn vẹn, không giống như Việt Nam chọn Nga, do đó Nga đã hỗ trợ đầy đủ cho cấp dưới của mình. Việt Nam sử dụng ngân sách hàng năm nhỏ hơn Thái Lan, nhưng vũ khí của họ lại tàn bạo hơn nhiều so với của chúng ta. Thái Lan nên xây dựng 100.000 hệ thống như thế này, không biết Trung Quốc đã cho Campuchia cái gì mà giờ bọn họ ngạo mạn đến thế. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Việt Nam nằm cạnh Biển Đông. Cố gắng đừng có những thứ này nhé, nếu không, chắc ngày nào Trung Quốc cũng cho máy bay ra Biển Đông đấy. Việt Nam mạnh mẽ chỉ là so với Lào và Campuchia thôi, nhưng không bằng Thái Lan. Mọi người đừng lo lắng, Cộng sản chỉ biết nói chứ không làm. Ngày nay tất cả đều là máy bay không người lái, tất cả là những vũ khí này sẽ trở nên vô dụng. Để đánh bại những tên lửa này, chúng ta phải sử dụng tên lửa hành trình tốc độ thấp, bay thấp. Những tên lửa này của Việt Nam chưa sử dụng trong chiến tranh bao giờ, vì vậy không nên đưa ra kết luận mà chỉ cần quan sát thực tế là được.
nó không được sử dụng cho đến khi chiến tranh kết thúc. Trước đó không biết có bao nhiêu nghìn máy bay bị bắn rơi, trong đó có cả Thái Lan, không tin thì lên Google tra ra nhé. Đúng là sau khi chiến tranh kết thúc, nó không được sử dụng nữa. Trước đó hàng ngàn máy bay bị bắn hạ, bao gồm cả của Thái Lan, nếu không tin bạn có thể tìm trên Google để xem. Nếu có mọi khu vực trên đất Việt Nam đều bố trí tên lửa phòng không mà chúng ta vẫn cố gắng đưa máy bay vào, không cần biết trời đất là gì, trong khi có máy bay tàng hình thì khó sống sót. Hãy lấy Ả Rập Saudi làm ví dụ, ngay cả khi Houthi, hệ thống cũ còn bắn hạ được một chiếc máy bay đỉnh cao, chứ đừng nói đến một nơi có đầy đủ hệ thống như Việt Nam. Không tin thì hãy để F-16 Thái bay thử xem, nó không rơi thì hãy dẫm lên mặt tôi. Trung Quốc thay đổi kế hoạch không gửi máy bay, thay vào đó, họ gửi một nhóm lớn máy bay không người lái, liệu Việt Nam có thể được bảo vệ? S-300 Max 6 tầm bắn 150 km ở ASEAN, vũ khí phóng từ máy bay có tầm xa hơn 150 km, có lẽ không nước nào có được. Nó được coi là rất đáng sợ, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi chiến tranh đã dạy cho Trung Quốc không dám dùng máy bay để chiến đấu ở Việt Nam. Nó trông vượt trội hơn vũ khí Thái Lan ở nhiều khía cạnh. Thái Lan cần khoảng 20 máy bay không người lái Kamikaze và tất cả các hệ thống này của họ đều bị phá hủy. Các nước xung quanh đây có ai gặp phải đòn tấn công của B-52 như Việt Nam đã từng không? Lỡ Thái Lan bị đánh thì sao? Nga sẽ sẵn sàng tuân thủ mọi đề nghị cung cấp vũ khí từ Thái Lan nếu Thái Lan coi trọng mối quan hệ với Nga trong việc phát triển quân đội. Tuy nhiên, do sự hiện diện của những nhà lãnh đạo tị nạn và một số lợi ích khác, Thái Lan chưa bao giờ nghĩ đến việc lập kế hoạch đảm bảo an ninh cho quân đội trong tương lai. Chỉ cái tên thôi đã là tay sai rồi. Nhưng khi nghĩ lại, Thái Lan và Nga là đồng minh của nhau trong một thời gian dài, nhưng Nga sẽ không bao giờ chuyển giao bất kỳ công nghệ nào. Trước đây, Nga dám đề xuất những dự án dài hạn để cùng nhau sáng tạo và trao đổi công nghệ giữa hai nước, bởi vì Thái Lan là quốc gia duy nhất ổn định và có tiềm năng trong nhiều lĩnh vực, cũng như có nhiều nhân sự có khả năng hỗ trợ các dự án lớn của Nga. Điều này sẽ giúp mở rộng nền kinh tế trong khu vực ASEAN. Tôi không biết nó có mạnh hay không, nhưng anh ấy có một mẫu tên lửa từng được sử dụng trong các vụ bắn hạ F-16. Thực tế, Su-30 là một loại máy bay đột kích giống như F-16 và F-18, không phải máy bay chiếm ưu thế. Làm chủ bầu trời, máy bay chiếm ưu thế trên không thường là Su-27. Ngoài ra, sau cuộc chiến tranh Việt Nam và cuộc chiến tranh biên giới Trung Việt, Việt Nam gần như không tham gia vào các cuộc chiến nước ngoài hoặc thậm chí là các cuộc chiến trong nước quan trọng. Có một số tương tác trên mặt đất với lục quân và lực lượng biên phòng, nhưng sau đó không còn nữa. Có thể là vì những binh sĩ giỏi đã qua chiến trường không còn nữa, hoặc họ đã được thăng chức hết rồi. Và hiệu suất của hệ thống phòng thủ không gian, từ những gì tôi nhìn thấy ở Syria và Iraq, không có gì đáng sợ cả. Một khán giả Thái Lan khác thì rất tâm huyết với vũ khí laser và có đóng góp mua sắm quốc phòng cho Thái Lan như sau. Trong thời đại này, các loại vũ khí bắn này không thể đánh bại được hệ thống bắn laser và ánh sáng luôn di chuyển nhanh hơn bất kỳ thứ gì. Nên biết ai đó bắn nhiều, ta có thể ngăn chặn được. Tuy nhiên, công nghệ như vậy liệu có mua được không? Liệu có thể mua? Thái Lan chỉ cần có một hệ thống laser như vậy là đủ để bảo vệ bầu trời một cách hiệu quả. Thay vì phải mua số lượng lớn các loại tên lửa như Việt Nam, như vậy chúng ta không cần thiết phải tích trữ nhiều loại vũ khí phòng không, chỉ cần có nhiều hệ thống laser như vậy là đủ. Trong tương lai, Thái Lan cũng phải tích trữ tàu ngầm và máy bay để chống lại cuộc tấn công trả đũa. Tàu ngầm là yếu tố quan trọng nhất, có khả năng tiêu hao sức mạnh của kẻ địch mạnh mẽ nhất trên biển. Nó tốt hơn so với tàu chiến đang lơ lửng trên mặt nước. Tuy nhiên, Thái Lan hiện nay lại chưa có tàu ngầm. Nếu thật sự cần, cũng cần phải tích trữ xe tăng, vì xe tăng sẽ là lực lượng tiên phong tốt nhất cho quân đội đánh bộ. Chúng ta cũng cần một hệ thống pháo binh phục vụ cho việc đánh vào mặt đất. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những bình luận của khán giả Thái Lan. Mọi người nghĩ sao về các ý kiến của họ? Hãy để lại bình luận của bạn ở bên dưới nhé. Còn bây giờ, video của mình xin phép được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.